Bạn nha, bữa nay mình với thằng nhỏ đi cuốn cái luồng bẫy luôn. Cuốn luồng bẫy này hết luôn. Đâu có chị nha. Cuốn luồng bẫy này còn 12 cái đó, cuốn gì hết. Biết có không? Nó có 2 ngày à. Chuột đó. Còn kìa. Còn sổ bự. Hết nước nước nữa mà không có. Chị nào? Sao bẫy mớp dữ vậy trời? Rồi để mình đi cuốn bẫy nha mấy bạn. Em như là hy vọng bữa nay đi cuốn bẫy mà có thành quả, đi quay cho mấy bạn xem. Hy vọng bữa nay sẽ có thành quả. Rồi luôn, không biết luôn. Buồn thiệt. Chụp uống hú nè. Các bạn tiếp theo nha các bạn. Không biết có không. Còn 7 kìa. Rồi như heo luôn. Chuột à. Không chết chuột là im à. Còn chuột con heo như trâu. Các bạn. Cái này bỏ hổm. Nó đặt lại đó. Rồi quá luôn à. Tiếng đó đi, tiếng này tao tao hầm cái này luôn tiếng à. Cái tiếp theo này các bạn. Cái này cũng không có giờ đâu nè. Ê dạ, bẫy gì còn nhờ. Rồi luôn, không có luôn. Cái này bông hổm dính con nha mấy bạn. Mà bị nhỏ bông hổm nó cuộn bao không chắc rớt ra. Ê ê ê. Gì vậy? Nặng lắm hả? Bị lớn, bị lớn. Ủa chào bác. Trời trời. Hôm nay đi cuốn bẫy nha mấy bạn. Đâu? Qua đây, qua đây. Trời ơi. Trời trời cái đầu kìa mấy bạn. Mở ra. Ê tính. Bao này nhớ không? Bao kỳ quá. Cái này bữa hổm là cái ngay chân cái dính con cá mực bị đỏ nè. Tại vì vào là chỗ khác nè. Trời ơi trời mới có 2 ngày mấy bạn. Con này đâu không có 700 gram. Bé không? Mập tù lô à. Cả đó. Ừ. 800 gram chắc có. Yên tâm ạ. Cầm tích. Thôi để mình là còn đây cái nữa, mình qua đây mình thăm cái nữa các bạn ơi. Vui à, vui à. Đi cuốn bẫy gì là im à. Ở chạy cho nó đặt cặp mét tường chưa dính 2 con rồi. Thế thì chạy cho nó con. Đó gì mà im quá thì im luôn. À, bữa nay mình cũng đi cuốn à. Nếu mình cái này dính là chắc đặt ở đây để vài cái đó. Chứ khu này im quá à. Dính đi. Dính này đặt ở đây vài cái à. Ta rảnh rảnh chạy ra đi thăm. Con chuột rồi mấy bạn ơi. Để mình lấy 7 gram mấy bạn kẹt à. Còn 3 cái cuối cùng nha mấy bạn. Hy vọng là 3 cái này thêm 1 con nữa. Cho nó im im rồi. Ít khi trời mà đừng hổ heo bích lợp không. Rồi. Cầm lên mà nó nhẹ còn hơn là bong bóng. Chuột còn lắm các bạn ơi. Thôi bữa nay ha. Bữa nay đi thăm bẫy mà dính được con thấy yên cả. Đi cuốn cái đường bẫy này thấy không yên.
Đi thăm thì không dính mà đi cuốn dính. Buồn thiệt. Con mèo kìa trời. Cái bẫy mình còn không? Hay nó quậy banh chạch nè. Thấy con mòn lèo kìa. Kìa con mèo đó. Chạy nắng tôi chứ. Mòn lèo. Không biết nó có phá bẫy mình không. Cô không có đặt tên cái. Mới được có 2 đêm đó. Ê. Về. Hỏi đó. Ông quay gắn về bẫy. Nó ê là nó hết hồn nha. Ê hình như là con chuột. Oh no, oh no. Thì còn cái cuối cùng nha các bạn, là 12 cái. Hy vọng là cái này dính con nó trời. Chó sung sung á. Yeah. Khu này rất là lý tưởng luôn á. Nhưng sao mà sao hoài không? Không có con rắn bự. Cũng rắn nhỏ không thấy luôn. Trời ơi các bạn ơi. Không dính nè. Con chuột có tha một tấn sình trong đây. Nó nặng còn hơn cái gì nữa. Cú nu luôn. Thôi vậy là được con nha mấy bạn. Không. Bắt con rắn ra cho mấy bạn. Nhỏ bắt con rắn ra. Đỡ ra đi tức. Tại nó ói chùa rồi, hôi quá. Bắt đi. Nó quay rồi mà. Đi. Chỗ này bữa hổng bắt con hổ heo đây nha mấy bạn. Hổ heo. Chút nắng nữa. Mũi quá trời luôn các bạn ơi. Cái gì? Tự bò nha. Đó. Thấy chưa? Đang ăn lú kìa. Đó. Tấn ơi. Từ từ, ẻ. Ẻ thấy. Trời ngắn bự trời. Yeah. Mát lạnh không? Lạnh á. Chà chà nha mấy bạn. Con này ngắn nhất rồi nha mấy bạn. Okay. Vô nhất rồi. Con này với ngắn kia mà bữa nay con ngắn kia mà mình bán rồi. Ngoan. Con gắt con mộng. Là im à. Thôi mình thì cũng đi về nha mấy bạn. 12 cái bẫy mình cuốn nha. Mình cuốn 12 cái bẫy luôn rồi mấy bạn. Chuột nè. Ờ dính bữa đầu tiên luôn. Ý. Bữa đầu tiên mình đặt lại dính luôn nha. Chết tối. Thôi mình cũng kết thúc video đây nha mấy bạn. 12 cái bẫy. Khu vực bị mắc lúc mình đi đặt là 20 cái. Cái mình cuốn từ lộn 25 cái, cái mình cuốn từ cái 25 cái à. Mình cuốn về hết mới rồi. Mình cuốn về 8 cái à. Ở đây còn 12 cái. Mắc tổng cộng khu vực này là 5 cái. Thôi để mình về nha mấy bạn. Để mình vô chuột rồi với mấy cái bẫy kia nó mình đi đặt ở khu vực khác nè. Bye.